cung máu đổ hoàng cung. Ai gây ra đổ máu? Chính hoàng thượng. Ta gây ra đổ máu à? Cho ai? Dương gia quốc trưởng. Quốc trưởng đổ máu? Tại sao? Dời đổ. Lại là chuyện dời đổ của sao? Hoàng thượng ơi, đây là máu của Dương gia vừa mới buông trào bởi đớn đau và phân thân. Rồi còn máu của những ai đang trực chờ tuôn đổ trong cảnh bình yên khi non nước thanh bình. Tâm nửa ly còn máu của những ai có một thời để nhớ, một thời tình sớt kia gian khổ kia sinh, dài gánh đồng non nước chân dẫm đạp sát hồ, ngày kia nắng khóc cô đêm đắp cùng chân dài, giờ đây không làng tên mũi giáo mà sao nhẹ nhẹt nỗi đau tuôn đổ máu anh hùng. Hoàng thượng ơi, nếu đường nói là lời nói sao cùng, thần xin khẩn thiết ca ngăn dù phải lãnh vào án tử. Hoàng thượng nhớ không thể nhìn Dương gia tôn kính, máu hận tuôn tràn khe thanh lịnh dời đô. Quân yeah. Cúc tử. Ngài Dương gia nhận ta làm con rể, tiên đế Lê Đại Hành đã ban rượu mừng. Ba quân tướng sĩ rất thân quen. Lần đó ta đã cùng các chiến hữu uống cho ta lúc tàn canh, mà ta quên rằng có người đang mong chờ ta đêm hợp cần. Còn bây giờ có nhiều đêm ta ngồi uống một mình, dù có muốn cũng không sai. Ta tự hỏi đâu rồi hương vị thơm nồng chiến nghĩa cát bay, giờ chỉ còn lại men rượu chua cay đắng chát. Uống, uống. Chỉ rượu năm xưa là men rượu sẽ chia tình chiến hơn, còn rượu là rượu vui vì hữu thủ đơn mùi vị đã đổi thay theo thế thái nhân tình. Ta đâu ngờ rằng hôm nay ta cô độc một mình. Xưa ta từng hiểu nhau qua tiếng thở dài, qua ánh mắt, nay ta có lạc giọng kêu gào thì chỉ một mình ta hiểu cho ta. Hay là vì ta là vua, đôi vai nặng gánh sơn hà, nên ta phải yêu non sông, ta thương cấp cùng trăm họ. Còn các anh là vùng thần dân võ, nên chỉ cần yêu mảnh đất hoa này. Chúng thần không muốn bỏ qua nơi, vì cùng chung ý nghĩa với Dương gia, rằng nơi đây chính là kinh đô của Đại Việt, chớ không phải vì lợi quyền nhỏ mọn mà quên thần dân, quên dân mệnh cơ đồ. Vì thế các khanh đã thổi bùng lên ngọn lửa khiến cho Dương gia phải đổ máu, rồi các khanh toan lấy máu của người mà tỏa cản bước ta đi sao? Hoàng hậu đâu? Ta đã cho hoàng hậu cận kề để chăm sóc Dương gia,
tại sao hoàng hậu đã xảy ra cớ sự như thế này? Tại sao? Dương gia nghĩ rằng thiếp bỏ cha theo chồng, mê làm hoàng hậu, nên đã không khuyên can hoàng thượng đừng xuống chiêu giờ đố. Còn hoàng thượng nghĩ rằng thiệp bỏ chồng theo cha, nên đã không thuyết phục Dương gia chung lòng vì nghiệp lớn. Giữa Dương gia và hoàng thượng, thiệp không thể chọn một người. Vậy xin hoàng thượng hãy bao dung, đừng nên tránh giận. Thiếp đã không tròn trong trách của người giao, nhờ đấng quân vương mở đường giải thoát để cho thiếp được giữ gìn câu nghĩa nhân. Hoàng hậu ơi, nỡ nào nàng lìa xa ta sao? Vậy thì kể từ nay, thiếp sẽ chẳng còn ai để lại bước chung đôi đêm kề chung bông. Hoàng hậu! Chỉ còn lại chúng anh dân với chuông chiều mùa xuống nương bóng từ bê, nhờ gột rửa mọi sẽ quên đi một quãng đời nhanh lời phù du, quên những ngày sống cạnh quân vương dù chỉ là ngắn ngủi. Những đêm đêm thiếp sẽ thành tâm cầu nguyện cho chàng với phu nhân mau sớm được yên lành. Hoàng hậu, hoàng hậu ơi, giờ đấy ta cảm thấy đã rồi. Giữa cơn sân dữ, ta chẳng còn nẻo đường ra, mà bên bờ thì cứ mù xa thăm thầm. Hoàng thượng ơi, đôi khi hoàng thượng và phụ thân sừng sững uy nghiêm cao vời như hai đỉnh núi, mà thiết chỉ là con đường một nhỏ bé quanh co chắc dẻo giữa sườn non. Để thông thương giữa hai đỉnh núi, người ta chỉ cần một con đường, và khi không cần thông thương nữa, con đường trở thành dấu vết nghi ngờ của sự đồng lúa. Sâu thẳm tâm hồn, ta luôn tự hỏi, làm vua, làm quan mà ngoảnh mặt với đau khổ của chúng dân, thì đó là vua gì,
làm oan gì? Có phải là tao đang mang trọng tội hay không? Nguyễn đây, ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta, nhìn thẳng vào mắt của ta. Không lẽ khanh không nhìn thấy được chữ tâm ở trong đó hay sao? Đọc ca mộc, nếu ta vì mưu đồ cho cá nhân ta, hoàng thượng, lưỡi dao này sẽ cấm phập vào tim ta, hoàng thượng, và nước trong thao này sẽ là máu của ta tuôn chảy. Hoàng thượng, nếu như hoàng thượng, nếu như hoàng thượng muốn cách liễu đời mình, thì kiếp xin chết thay chàng cho tròn đạo. Hoàng thượng, ta đã một lần khóc trước thi hài của thái tử, ta đã từng khóc trong đêm khi quyết định giờ đó, và giờ đây ta lại khóc trước những người thân, trước những người thân không hiểu được ý của ta. Khi quyết định giờ đó là ta vì đất nước, vì muôn dân đại việt của ngàn đời sau, ta muốn thiết lập một triều đại, một kinh đô vì hạnh phúc của muôn dân mà tồn tại.